từ Tân Phú, Tân Châu, Tây Ninh xin gửi đến toàn thể quý vị khách quý lời chúc sức khỏe và lời chào thân mến. Và ngay bây giờ đây, chương trình giao lưu văn nghệ mừng lễ Phú Quý đến từ ban nhạc Hiệp Phước xin mạn phép được bắt đầu. Và để mở đầu chương trình văn nghệ chiều ngày hôm nay, Thanh Hậu xin gửi đến toàn thể quý vị khách quý một ca khúc được mang tên Thiên Nhiên Tiền Định. Xin mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều.